hơi ngu thì phải chịu, sai lầm thì phải chịu, thương người thì phải chịu, quá tin em mình thì phải chịu. Mà em có đúng nghĩa hay không thì đấy lại là một câu chuyện khác. Khái niệm cuộc đời nó rất là dài dòng. Hôm nay ở phiên tòa này, có lẽ chưa bao giờ tôi nói với Hưng là tôi trách Hưng cả, thì tôi quá tin tưởng Hưng. Nếu Hưng nói với tôi là anh Hưng mang ơn tôi này nọ kia kia, rất cảm ơn cái câu nói đấy của anh Hưng, nhưng thực sự mà nói là trong hành động thể hiện thì nó lại không đúng như thế. Anh Hưng nói hoàn toàn là tôi tin tưởng Hưng. Tôi nghĩ lúc thời điểm đấy là Hưng có thể chuyển, nhưng chắc là chuyển sang một phòng điều tra khác. Và khi rằng với tôi hỏi Hưng về vấn đề là nếu chuyển thì có ảnh hưởng gì đến cái việc điều chỉnh giải quyết cái việc này hay không, thì Hưng nói hoàn toàn là vẫn tiếp tục kiểm soát được cái việc đấy. Thế và Hưng chuyển ngày nào thì Hưng cũng không hề nói gì. Cho lúc Hằng lên làm việc với anh em điều tra viên mới, trưởng phòng mới thì mới biết cái việc là anh Hưng đã điều chuyển. Thì về nói thì tôi mới biết cái việc đấy. Thế và hỏi lại Hưng thì Hưng vẫn nói là Hưng kiểm soát được toàn bộ cái việc. Cho nên cái giai đoạn sau này mà cơ quan điều tra, viện kiểm soát kết luận anh Hưng lừa đảo chiếm đoạt thì nó có căn cứ quyết định của nó. Tuy nhiên thì thâm tâm tôi thì tôi vẫn nghĩ cho đến giờ phút này không hoàn toàn là anh Hưng lừa đảo để chiếm đoạt 800.000 này đâu, mà sẽ có những cái động tác nhất định, nhưng mà không thành thì nó thành ra câu chuyện anh phải chịu trách nhiệm giống như tôi. Giúp người không thành thì thành môi giới hối lộ, và ngày hôm nay phải đứng trước tòa, ngày hôm nay phải đi khắc phục hậu quả toàn bộ cái tiền mà mình không được hưởng. Có thể nói trong phiên tòa này, báo cáo hội đồng xét xử, tôi là bị cáo duy nhất không được hưởng tiền mà phải chịu cái mức án đền bù dân sự lớn nhất. Tổng đến ngày hôm qua vợ anh em cho tôi vay tiếp tiền vợ đi khắc phục lên tới 1.850.000, là tương đương với hơn 40 tỷ. Không hưởng lợi gì mà phải ra tòa phải khắc phục hậu quả hơn 40 tỷ, 40 mấy tỷ, thực sự là rất đau lòng. Thế nhưng mà hơi ngu thì phải chịu, sai lầm thì phải chịu, thương người thì phải chịu, quá tin em mình thì phải chịu. Mà em có đúng nghĩa hay không thì đấy lại là một câu chuyện khác. Khái niệm cuộc đời nó rất là dài dòng. Tối ngày 4 tháng 12, khi tôi đang đi có việc thì Hưng điện thoại nói là Hưng, anh có nhà không để em qua. Thì tôi nói là tôi đang đi có việc, chắc phải 9:30 tôi mới về. Khoảng 9:30 anh về thì anh sẽ điện cho em. Sau đấy tôi về nhà thì lái xe đưa tôi về, thì tôi điện thoại cho Hưng nhưng mà Hưng không nghe máy. Khoảng độ mấy chục phút sau thì Hưng điện lại, trong cái dữ liệu thử nó thể hiện rõ. Thì tôi nói là tôi về nhà rồi, ở Chùa Láng, thì qua đấy để lấy tiền. Hưng qua lấy tiền thì Hưng nói là ngày mai viện kiểm sát sang họp thì em chuyển luôn cho người ta ở trên này, cho em qua nhà anh em lấy tiền mang về nhà làm gì. Chứ anh giúp em là ngày mai anh mang thẳng lên trên cơ quan Trần Bình Trọng cho em. Thế và anh chia cho em làm 2 túi. Một túi là 350.000 để chuyển nốt cho viện kiểm sát, còn lại 100.000 là cho đồng chí vụ trưởng. Thế thì tôi cũng thực hiện được đúng yêu cầu của anh ấy. Thì tôi về tôi sắp vào cái cặp kỹ thuật số, vì thực ra mang lên cơ quan thì nó cũng phải tế nhị. Thực sự đây phải nói là anh Hưng nói mấy chai rượu, thật sự là tôi thấy nó nói vậy thôi chứ nói cái gì người ta phải nghe được. Nó trơ tráo quá, nó không đúng sự thật quá, nó không ổn. Anh em mình cũng đã từng được biếu hàng trăm hàng nghìn chai rượu, chưa ai người ta bỏ rượu vào cặp kỹ thuật số mang đi biếu mình cả. Và ngược lại mình cũng đi cho, đi biếu người khác cũng hàng trăm chai rượu, cũng chưa bao giờ có người nào ngồi ở đây với tin chắc là như vậy, trừ khi những chai rượu vang để sẵn trong cái cặp của rượu vang, cái hộp ấy của rượu vang. Không chả ai là bỏ rượu vào trong cặp thật số để mang đi cả. Thế thì theo vì mang Trần Bình Trọng cho nên là tôi buộc phải lấy cái cặp cũ của tôi ra và tôi xếp vào đấy theo đúng yêu cầu của Hưng. 5 tháng 12 năm 2022, bị cáo có nhận chiếc cặp mà Tuấn gửi đến cho bị cáo không? Bị cáo có ạ. Bị cáo nhận chiếc cặp đấy ở đâu? Là bị cáo nhận chiếc cặp ở cổng cơ quan của bị cáo ạ, tại số 15 Trần Bình Trọng ạ, số 11 Trần Bình Trọng ạ. Chiếc cặp đấy là do Tuấn gửi cho bị cáo đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi,
Lý do Tuấn gửi cho bị cáo chiếc cặp đấy là gì? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử là tháng 11 thì bị cáo nằm viện điều trị Covid gần một tháng ạ. Thì khi mà bị cáo ra viện ấy, thì anh Tuấn có gọi điện hỏi thăm bị cáo. Đấy, bị cáo cũng nói chuyện với anh Tuấn là bị tình của em là rất là nặng, nguy hiểm, chậm một ngày là không cứu được, các bác sĩ rất là tận tình thì cứu được. Thì anh Tuấn có nói là thế đã chu đáo với các bác sĩ chưa? Thì bị cáo có nói là em cũng đang tính tuần tới là sẽ liên hoan để tri ân. Thì anh Tuấn có nói là để anh Tuấn chuẩn bị quà cho bị cáo. Đấy, thì bị cáo anh Tuấn bảo khi nào có lịch thì báo cho anh Tuấn sẽ gửi quà. Thế sau đó thì anh Tuấn có chuyển cái quà đó cho bị cáo ạ. Quà là quà gì? Dạ, cái thưa được xử đó là 4 chai rượu vang ạ. Là gì? Là rượu vang ạ. Là rượu vang. Dạ vâng ạ. Chiếc cặp Tuấn gửi cho bị cáo thì trong cặp theo bị cáo là có những gì? Trong cặp là có 4 chai rượu vang ạ. 4 chai rượu vang. Vâng ạ. Chiếc cặp đấy thì có đặt mật khẩu gì không? Dạ không ạ. Khi Tuấn chuyển cho bị cáo thì Tuấn có báo cho bị cáo cái mật khẩu của chiếc cặp đấy không? Dạ không có ạ. Mã khóa không? Không, không có. Bị cáo bật hai cái đầu nó đã ra rồi ạ. Ai là người giao cho bị cáo chiếc cặp đấy? À, dạ có một anh theo như cáo trạng thì anh ấy là anh Trình Văn Huy ạ. Trình Văn Huy, vâng, lái xe của bị cáo Tuấn đúng không? Cái đấy thì bị cáo không rồi, rõ lắm rồi. Vâng. Sau khi nhận chiếc cặp đấy thì bị cáo làm gì? Sau khi nhận được cái cặp của anh Huy thì bị cáo đưa lên trên xe của bị cáo. Rồi. Đấy, và bảo anh lái xe là đi về ạ. Có nói với anh lái xe là trong cặp đấy có gì không? À, khi lên xe thì bị cáo có khoe với anh lái xe là có một anh ông cho mấy chai rượu. Bị cáo có mở chiếc cặp đấy ra trong xe không? Bị cáo có ạ. Trong xe cái người lái xe có biết không? Cái này thì bị cáo cũng không rõ lắm ạ. Bởi vì là lái xe thì ngồi ở trên, còn bị cáo thì ngồi ở ghế dưới. Sau khi bị cáo lên xe thì bị cáo mở cặp ra xem. Vâng ạ. Thì thấy có gì ở trong? Có 4 chai rượu vang. Có ạ. Rượu vang. Vâng. Thế xong bị cáo có mang cái cặp đấy vào trong phòng làm việc không? Hay bị là cáo, để trên xe? Bị cáo không, bị cáo để trên xe luôn ạ. Thế bảo lái xe trở về. Vâng ạ.